nghệ sĩ nhân dân Trung Anh bất ngờ đổ bệnh phải tạm dừng đóng phim, loạt khán giả lo lắng gửi lời hỏi thăm. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh chia sẻ về tình hình sức khỏe trên trang cá nhân, thu hút được sự quan tâm của khán giả. Ốm rồi, hôm Chủ nhật ngủ dậy đã thấy mệt nhưng được vợ chồng người bạn mời cả lớp xuống nhà chơi. Háo hức quá nên không để ý, chiều đi làm nó vật cho luôn, sốt không ngóc đầu lên được, ngày thứ ba rồi chưa có dấu hiệu giảm sốt. Mệt, xin phép đồng chí Trần Giang ốm tí nhé, khỏe tôi lại phá án với anh nhưng đang đau đầu quá. Ngay sau khi chia sẻ, rất nhiều khán giả đã gửi lời hỏi thăm động viên nam nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cho biết đang quay ở miền Trung nên chưa thể xét nghiệm. Nam nghệ sĩ đang nghi ngờ mình có khả năng dương tính với cúm A. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh sinh năm 1961 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông từng có tuổi thơ đầy đau thương mất mát vì chiến tranh. Năm 17 tuổi, ông trở thành một trong những hạt nhân đầu tiên của lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát kịch Việt Nam cùng Lan Hương, Đỗ Kỷ, Quốc Khánh, Trọng Trinh. Nam nghệ sĩ được khán giả truyền hình yêu thích qua các bộ phim như Nơi ẩn nấp bình yên, Ngự lâm không kiếm, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Nếp nhà. Năm 2017, ông được vinh danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng Cánh diều vàng với vai Lương Bổng trong Người phán xử. Sau đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh tiếp tục gây sốt với bộ phim với chủ đề gia đình Về nhà đi con. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh được đánh giá là diễn viên có diễn xuất chân thực, tự nhiên. Mới đây nhất, ông thử sức với vai diễn thiếu tá công an. Đây là vai diễn được nam diễn viên đánh giá là khó so với mình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt vai diễn.